Nằm im đấy. Đó đi. Đi, đấy. Ui quá cái to, ui nó to chứ. Đó đi. Đi, đấy. Ui quá cái to, ui nó to chứ. Ui rồi gọc, rồi gọc. Ui wa wa wa. Hello, xin chào lòng cho anh em mới quay trở lại Phương Thảo Fishing nhé. Hôm nay thì em đi câu cá rô đồng anh em ạ. Ở chỗ Điều Bèo chỗ em thì cá rô đồng nó nhiều lắm. Nó đang dễ lành tanh tách này. Mấy anh em ở trên đầu đằng kia đang đánh lục. Em đi chuyển này. Đi cá rô đó. Cá rô đánh lưỡi đơn thôi anh em ạ, đánh lưỡi số 1 thôi. Đây nó đang là lưỡi đài. Đang lưỡi đài lưỡi đôi. Đây, sẽ đánh bằng áo lại lưỡi số 1 lưỡi nhỏ xíu này anh em nhé. Cá rô thì đánh lưỡi nhỏ xíu thôi. Đây em lấy bộ trục câu đài. Dây cũng dây nhỏ xíu anh em ạ, dây cước nhỏ. Còn đâu là cái ninh của nó sẽ là ninh rù. Rù này rù bé tí. Này gần như tàng hình đấy anh em ạ, cá nó không nhát đâu. Rù mềm quá, không rút qua cái lỗ. Bao nhiêu làm kinh nghiệm xỏ lỗ rồi mà nó phát ra. Em buộc em tầm một thít nút đây. Đút qua thít pha ra chắc. Đấy, dù này bé như sợi chỉ anh em ạ. Ok. Trời, hôm nay nắng quá, may là vẫn cắm được ô. Cá rô đây anh em ạ. Đây rồi. Có phao ở trong không được đẹp lắm nhỉ. Kia thì cũng đang có một bác con thủ đang ra cần anh em ơi, đang đánh nục cần đang rêu ổ các kiểu xả ít ổ cá nó vào anh em ạ. Đây cái bài mồi cá rô đồng thì em đang ở trên nhóm thì các anh em biết thừa định làm cái có tăm mà nổi luôn với cái hạt là tăm ngỏ con thủ đồng nổi các bạn, cái hạt bong bóng ni ti. Bây giờ thả ổ xong bắt đầu là chờ cá nó vào anh em. Em đánh cá rùa mà em vẫn thả ổ. Nắng quá. Bỏ mấy cái lưỡi vào thì nó đã mất chết. Đây là mồi chính, mồi chính thì cho bột mì bóp cho nó. Em đi câu nào mà cầm thêm đồ để phòng quá. Mồi rất là dai và thẻ anh em ạ. Nhặt này. Nhỏ nhỏ này. Vừa chọn gần lưỡi. Nước này sâu phết anh em nhé. Không phải lông đâu. Mồi là tính trên cái cây. Này nước nó cả cái khủng luôn. Thời điểm này bắt đầu là trời cá nó vào anh em, trời nắng quá. Cầm cái ô để mang các kiểu mà còn toát mồ hôi. Rồi chắc là phải chờ khoảng 15-20 phút cá mới vào anh em ạ. Muốn đợi. Cũng bận quá. Câu cá nó phải đợi anh em. Quên review cho anh em xem một đoạn con kênh của em. Wow. Này là con kênh gắn liền với tuổi thơ của em từ nhỏ đấy. Từ bé đến lớn. Giờ này toàn bèo các bạn.
Toàn bèo trải dài, may được mấy bác cũng đánh cổ đấy, bác đục được cái lỗ. Mấy trên đầu cống bên kia thì cũng có mấy cái lỗ thì các bác đang ngồi câu kìa. Đây, trên này có bác đang ngồi câu. Đang lấy nục, nục cổ nó hoay. Đâu con nào chưa? Em mới thả. Mới thả. Chung tâm cá đầy. Cái để làm cắm ô đất bê tông là đừng có gạch nhỉ, gạch sẵn làm là có ô đây chắc chắn luôn đấy. Nắng lắm các bác ạ. Xong quay lại ổ của em này, thì gãy một con rô đã. Đi quay lại cái ổ của mình anh em ạ. Cá mú đâu. Nắng quá. Úi, mất phao anh em ơi. Úi giời, ông ngay, úi giời mất phao. Rô anh em ơi. Ủa rô to quá. Quay về là lấy mất phao bác ạ. Ui giời ơi. Con rô gọc. Quay về cái đã lỉ mất phao này. Đi về cái là nó nick mất phao luôn. Cho vào cái chỗ này. Cho túi anh em nhé. Có bột không? Ủa, to phết. Em đục vào cái lỗ đấy. Ok. Thế là đạt. Các bác nhìn ở phao tầm nó bờ nó cảnh ở phao này. Nằm mím đấy. Đó đi. Đi đấy. Ui quá cái rô to, ui rô to chưa. Đó đi. Đi đấy. Ui quá cái rô to, ui rô to chưa. Ui rô gọc, rô gọc. Ui wow, wow, wow. Ui rô gọc to chưa. Ui wow. Ui nó mím quả đẹp thế. Ui quả này to này to. Trời ơi đã man anh em ơi. Wow. Ui quả rô to thế. Ui trời anh em này, con này chắc là con rô này nó bị đánh điện các bạn này. Đánh điện sau đánh khoa mất một miếng ở bên người, sợ chưa? Ui con to chưa? Ui đây là rô đầu vuông. Này là tác hại của mấy ông đi kích điện này nhá. Điện đóm công chí cho nắm à, hỏng hết cả cá của tôi. Wow. Con này rít đạp hết. Đấy, đang đúng đấy đấy anh em nhìn. Ui. Ui nó đi. Ui nó đi. Ui giời đi đấy. Rô. Rô con anh em ạ. Chết ngay một chú đồ đồng nhỏ. Rota con này rota. Đây cho anh em xem này, con này con rota bác nhá, rô bé tí. Giống này về rán. Loại này về rán ăn hơi sướng luôn. Ấy anh em nhìn phê không? Xuống cái nó mút cái về kéo luôn bọn này nó ăn mồi ăn thảm lắm. Ăn lấy này vào cái tay may.
phao lại, đi phao lại. Ui dồi ôi, ui dồi, ui dồi ôi, con này to này bự. Ui dồi ôi, con hồ cụ tổ. Ui dồi, phê phê cho anh em con hồ cụ tổ này. Đi đặt đặt lưỡi phát phát là nó rề luôn. Con rùa cụ tổ anh em ạ, đặt lưỡi phát xuống nó phi nó rề luôn. Vào đây. Mày chạy đâu? Ở những cái lỗ này nó nắm rùa gọc lắm anh em ạ. Con rùa cụ rồi. Quăn hết cả dây. Hơi bị nhiều rùa gọc luôn đấy. Tuyệt vời. Đi mẹ đi phao này. Ôi giời, rùa con, rùa con anh em ạ. Rùa con. Rồi. Đây là rùa tà các bác nhá. Đây chính là chú rùa tà vàng tươi anh em này. Nhỏ mà xinh, nhỏ mà có võ này. Ai. Đấy, anh em nhìn chưa? Rùa ngon chưa? Đây là rùa xịn này. Con này nó đang có chửa các bạn. Này, bụng đang toàn bụng trứng luôn đấy. Ai ai ôi, trò này cắm đầu, con này cắm vào tay đầu nó các bạn. Cho em xin tươi vào đây cắm tay đầu á. Ui, nó buồn, nó gầm mấy phát nào con tay đầu quá các bạn. Mới thả rê rê xuống phát là nó lích ngay rồi. Bọn này nó ham mồi thật. Mày ham mồi thì chúng mày chở lên rọ thôi. Tối cho về tán hết. Quá là sướng. Đi đi phao nha mọi người. Đấy, đi phao. Đấy, đi phao. Ui giời ơi. Ui giời ơi, con chê anh em ơi. Ui giời, đi phao con chê. Các bạn nhìn chưa, dã man chưa. Đấy, hàng xịn các bạn nhé. Ui, chê ta hàng xịn anh em ạ. Wow. Các bạn nhìn con chê ta xịn chưa. Ui, con này mà về mà kho riêng thì quên đời đi. Mình tính con này nó quay nó sắc lắm anh em ạ. Nó trơn lắm. À, cho anh em chẩm ngưỡng đúng con chê ta vàng luôn anh em này, xịn chưa. Ôi, cái này mà được 5-7 con cho về kho rìu mẹ ngon tuyệt vời luôn. Đây, là nó gầm sợ phê quá. Ôi này, ôi đừng dậy cái nhiệt đứt chết rồi. Còn nó dậy gầm đứt một cái nữa anh em ạ. Mày vẫn ra thẳng liền nhá. Rồi gầm một đứt một cái nữa thì mồm rồi. À vẫn cứ ở đài quá. Ok tuyệt vời. Wow. Ui, tuyệt vời luôn anh em thấy quả là dễ đẹp không? Vào. Mồi tô đồng thì bao giờ cũng dễ tính cá chê các bác ạ. Dây nhỏ quá nó vừa giật đứt mất rồi. Dây này nhỏ nó vừa dòng phát đứt mất. May là cũng lên tới bờ nó đứt các bác nhá. Nó lại đứt ở kia này. Hảo. May trên này nó bờ bê tông ấy, em ngồi có bờ tông nên trước có bờ cỏ em cũng lên một con nó rơi mất. Nó dòng đứt dây rơi mất. Thì giống cá chê này nên nó hay vùng vàng lắm. Đây. Đấy, cái lưỡi này buộc lại một thằng thèo mới anh em ạ. Chúng ta chê nên cứ vùng vằng ấy là dễ đứt lắm. Nên anh em nên được cái phải cho nó vào địa bờ ngay, quay gỡ sao thì gỡ. Buộc cái thèo đó. Cái nút cá đang ăn này. Dây đỡ đứt này là nó bùn rùn trên tay nó quá, cả tay cứ rùn buộc nữa. Kiểu cứ bồi vội mê tê tơi nữa. Ông ở ngoài kia giật khá, em thấy mà liên tục ở chỗ này nắm cá. Tay đã run cứ buộc cái mấy cái nhỏ này bực mình. Mọi ngày chơi những lục nó quen này, đang chơi nó tí tí này. Ui, này đầu tem cứ không đứt này. Cá giật lại đứt. Ok.
Ok, xuống mồi nhanh anh em ơi, cá đang cắn, cứ vội. Cá nó cắn ở đây đó, cái lòng chi tàu nhằng cả. Đây, nó xem bác này cũng được nhiều. Lấy ra được bao con rồi. Bao con đi. Ui chà, một mớ anh em rồi. Đóng nục cứ sấp đôi sấp ba phát này. Cái cá ăn sủi bọt này này. Đấy ăn này tăm kìa. Ăn mạnh lên. Cá rồ nó bơi kiểu như. Mình mới quay nhìn thấy anh em đang nhìn thấy cá nó bơi ở trên. Đó là đấy, đang núp đấy đấy anh em nhìn. Ui nó đi. Ui giời đi đấy. Rồ. Wow, dậy dậy cái gì. Rồ gọc luôn đấy. Ôi giời, đúng rồi, rồ gọc anh em ạ. Đừng. Anh em bị con rồ to chưa? Một nó đi đẹp thế. Ui. Toàn con rồ già cụ đấy các bác ạ. Ăn xấu thế. Ủa còn ăn sâu lắm nhỉ. Mà nó rất khớp. Này các bạn, tao còn đua dạp rồi. Dạp cụ vào. Ngon quá. Ây da, toàn con rô giả cụ đây các bác thấy tôi có sướng không? Cái loại đấy về chỉ nấu canh rau cải là ngon. Còn nấu bé bé thì mới rán được các bác ạ. To thế, tức là nấu canh rau cải kiểu mùa đông có cái giống này. Ăn tuyệt vời. Đấy. Ui mắc. Vào đây. Cá bơi. Đây này chắc cần chúng cần vất cần nó trọng lên nữa. Ông gần thủ kia cũng chuẩn bị thu đồ về anh em, trời nắng quá. Nắng dã man, còn tuy là có gió mát thôi nhưng mà lắng cái ô này cũng không chịu được các bạn, ngồi nóng cái khủng luôn. Lắng về đây, cái này tầm chiều mát ở đây câu đẹp ấy. Này chỉ câu buổi chiều là ngon, buổi sáng lẽ ra ngồi ở bên bờ bên kia anh em nhé. Ngồi bờ bên kia thì nó kiểu nó hội ngược nắng ấy. Tầm này ngồi ngược nắng nó chiếu mà nóng quá. Thôi thu đồ về anh em ạ, trời nắng quá. Hôm nay cũng được khá rồi. Mấy bác kia cũng thu đồ về hết, nắng quá. Cái này mà trời nó mưa râm râm mát trời thì ngồi cả ngày thì còn được nhiều nữa đấy. Đánh cá rô đồng nói chung là cá nó chất lượng, nhưng mà toàn hàng chất lượng, lánh nó cũng phê. To phần phát thôi. Tác hại đây chắc trước kia cũng có nhiều ông kích thành là cá nhiều con nó bị gãy người các bạn ạ. Nhưng mà không sao, cứ có cá là ok rồi. Thời điểm này giờ hiện tại người ta sẽ không kích nữa, mương bèo phủ kín hết rồi. Về đây anh em ạ, cũng được còn mớ ấy. Ôi giời, nhiều hơn khác các bạn ạ. Chúng đều đều thế mà nhiều phết anh em ạ. Này. Toàn con to nhìn chung. Này anh em ơi, trông thế mà được nhiều phết này. Được một con chê chất lượng ấy, các bạn này. Quay anh em xem. Ủa, phải phê đấy. Tưởng ít mà nhiều dã man anh em ạ. Chui hẳn trong lưới các bạn xem này. Đây, toàn hàng to luôn nhá. Ui, con này bự chưa? Phê chưa anh em ơi? Hiện nay thì về cũng cá lô canh, cá rán chẳng hết. Nhiều phết.